Anh Hùng nhà em, anh ấy sống ở quê quen rồi. Thế nên anh ấy không biết cách cư xử với mọi người, đặc biệt là với phụ nữ. Em biết khi mới gặp, chị không ưa gì anh ấy cả. Đúng là anh trai em và chị ở hai thế giới khác nhau. Thế nên cũng rất khó để mà có điểm chung. Mà em cũng không hiểu tại sao khoảng thời gian này anh Hùng anh cứ tới tìm chị để làm phiền, lại còn nhờ chị tư vấn tìm địa điểm thuê cửa hàng nữa, mà không biết là chị đang bận trăm công nghìn việc như thế. Em biết chị cũng rất khó xử. Thế nên em sẽ nhắc nhở anh ấy từ giờ không được làm phiền chị nữa. Đã có em giúp đỡ anh ấy rồi. Việc chị đi với anh trai em thường xuyên như thế, anh Vinh mà biết, em nghĩ sẽ không may đâu ạ. Em chào chị ạ. Sếp ạ. Em ăn sáng chưa? Rồi. Dạ sếp ạ. Mệt à? Không ạ. Sao hôm qua anh gọi không nghe máy? Có chuyện gì không ạ? Sếp ạ. Chị ơi, mình có họp luôn không ạ? Có, em thông báo với mọi người đi. Vâng ạ. Sếp Yên, em cảm ơn sếp ạ. Vì điều gì? Vì chị đã không nghe điện thoại của anh Hùng. Vì mỗi thế mà phải cảm ơn à? Anh Hùng em là một người thô mộc. Nếu chị không kiên quyết thì chắc chắn anh ấy sẽ không hiểu được ý tứ đâu ạ. Thế à? Dũng. Dạ. Tát cậu đi với tôi nhé. Đi đâu thế ạ? Có phải chuẩn bị gì không anh? Mang theo vẻ bề ngoài thư sinh của cậu là được rồi. Em làm sao thế? Thấy mặt anh đã sưng vù như vậy. Tại đợi mãi không thấy sếp duyệt bản kế hoạch của em, cho nên hơi lo, không biết sai ở đâu ạ. Anh có tình cờ nghe được câu chuyện của em với Dũng. Anh không ngờ người em đang định hẹn hò lại là anh trai của nó. Gu của em bây giờ lại đơn sơ thế à? Thì em đang trong giai đoạn tìm kiếm mà. Cuộc sống bây giờ phức tạp, lòng người khó lường. Chính ra cái đơn sơ lại là giá trị khó kiếm. Nhưng ít nhất ấy, cũng đừng hạ thấp tiêu chuẩn của mình như thế. Nếu em cần, anh có thể giới thiệu bạn anh cho em. Có thể chưa phải là Shark, nhưng cũng khủng khiếp đấy. Thì anh biết gu của em mà. Đến em còn chẳng biết gu của em là gì cơ mà. Em già rồi sếp ạ. Không còn thích những thứ phù phiếm nữa. Giờ em chỉ quan tâm những thứ thực chất thôi. Nhưng lựa chọn hiện tại của em đang có vấn đề. Dũng nó còn nhìn thấy điều đấy mà. Cảm ơn anh, nhưng em không thích người khác bình phẩm về cuộc sống riêng tư của em. Ok. Như vậy anh có thể hiểu em đã có quyết định của mình. Anh Vinh cũng nói với em rồi. Anh ấy bảo là chị và anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi. Nhưng mà em vẫn muốn tìm chị. Dù sao, chị em mình cũng biết nhau.
em không muốn sau này phải khó xử ạ. Em thích anh Vinh lâu chưa? Cũng mới ạ. Thật ra cũng chưa có gì. Em ấn tượng với anh Vinh ngay lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà chưa bao giờ em nghĩ là em với anh ấy sẽ thành cái gì đó. Vì bọn em khác nhau. Nhưng mà bất ngờ anh ấy lại là nhà tài trợ cho đội tuyển của em chị ạ. Lại là bạn của chị. Bây giờ còn là sếp của Dũng nữa. Hôm trước em tình cờ gặp anh ấy trên homestay nữa. Uầy, có quá nhiều sự trùng hợp. Em nghĩ đấy là cơ duyên chị ạ. Đầu tư tài chính là gì? Dạ, thưa cô, hiểu một cách đơn giản là cháu đang giúp mọi người sử dụng khoản tiền nhàn rỗi để đầu tư chứng khoán, thị trường ngoại hối và bất động sản nữa để kiếm thêm thu nhập ý ạ. Đây cũng là một cách để tiền đẻ ra tiền mà mình không cần phải làm đụng vất vả. À, thế cô hiểu rồi. Nôm na là gửi tiết kiệm chứ gì. Không phải, kiểu như quánh sổ số ấy. Dạ không ạ. Gửi tiết kiệm thì lãi ít, còn sổ số chỉ ăn may thôi. Đầu tư tài chính là sự tính toán khoa học đã được các chuyên gia tài chính phân tích và đưa ra bí quyết làm giàu. Vì vậy, chắc chắn hơn để tiền nằm im một chỗ trong ngân hàng cô ạ. Nhưng ai không biết làm ăn thì mình đành phải chịu thế thôi. Như cháu đây này, cháu cũng xuất thân từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Có lúc vì cái sinh nhai mà suýt lầm đường lạc lối. Thế rồi cháu biết đến lớp học làm giàu và quyết định thử sức nhờ bố mẹ cắm sổ đỏ vay ngân hàng được 100 triệu để đầu tư. Chỉ sau 6 tháng cháu đã thu về được 1 tỷ. Rồi từ 1 tỷ đấy cháu lại đầu tư tiếp. Trong vòng 1 năm thu về 10 tỷ cô ạ. Đấy, cứ như thế thôi. Nhờ vậy mà cháu mới có tiền để mua xe, mua nhà và có tiền để xây nhà ở quê cho bố mẹ nữa. Bố Nam bảo chị đã được vào lại đội tuyển. Chúc mừng chị yêu. Cả nhà chờ chị về liên hoan nhé. Anh Dũng biết chuyện chị thích người khác chưa? Chắc là biết rồi. Đau lòng thật đấy. Không đến mức đấy. Đã có gì đâu mà đau lòng. Bình thường mà. Không bình thường được. Hoặc là anh quá lờ che giấu. Anh Dũng thích chị lâu như thế, muốn buông bỏ không dễ đâu. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn, em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin. Vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nữa. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Có làm được không? Tao làm được. Anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế. Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm giàu không có. Làm giàu không có. Tỉnh ngộ đi, đừng mơ mộng nữa. Đúng, trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi.